Cũng là Trúc Trương và Thông Trần đây quý vị, chúng tôi trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc nha quý vị. Hôm nay Trúc Trương và Thông Trần sẽ đi review một căn nhà tại thành phố Found Valley quý vị. Thành phố Found Valley thì không có cách xa cái khu Lý Đô Sài Gòn hay hoặc là cái khu Phước Lộc Thọ bao nhiêu phút hết, chỉ chạy chừng 5-7 phút hay hoặc 10 phút tới khu Lý Đô Sài Gòn rồi quý vị nha. Thì căn nhà này nằm ngay cái góc đường Busha với lại đường Ellis đó quý vị. Rất là yên tĩnh trong cái khu nhà 2 tầng, nhưng mà những căn nhà 2 tầng ở đây nó vừa phải thôi, nó không có phải là những căn nhà quá lớn đâu quý vị, vừa vặn để ở thôi. Thì như căn nhà này với giá list là 1.499.000 quý vị nha. Nhà có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và nhà xây năm 1964. Cái diện tích đất, diện tích nhà ở là khoảng 1.650 square feet và lot size là khoảng 7.000, coi như là khoảng 7.500 square feet là quý vị, khá lớn nha quý vị ha. Trong khu neighborhood clean, very sạch sẽ và yên tĩnh nha quý vị. Học khu ở thành phố Found Valley là khỏi nói rồi. Quý vị không cần chê vào đâu nữa, học khu rất là tốt nha quý vị. Như Trúc Trương đang đứng phía trước đây, cái sân cỏ họ take care rất là kỹ lưỡng, một vài cái kiện giống như là họ trang trí cho cái sân đằng trước, nhìn có vẻ là sạch đẹp và nó dễ thương lắm, nó rất là đơn giản nhưng mà nhìn nó gọn gàng. Và cái tông màu chủ yếu của căn nhà là Trúc Trương thấy là màu trắng và màu xám nha quý vị ha. Màu trắng màu xám họ đã sơn mới từ trong ra ngoài hết. Ngay đây Trúc Trương đứng ngay đây nè, có cái garage 2 xe. Cái lý do là Trúc show trước cái garage là bị gì, cái garage á, mặc dầu nó dính vô trong nhà nhưng nó không có access vô trong nhà nha quý vị. Và bây giờ Trúc Trương và Thông Trần mời quý vị bước vô bên trong của căn nhà để mình xem và tìm hiểu xem coi cái căn nhà này 1.499.000 có gì đặc biệt hơn những căn khác nha quý vị. Trước tiên là một cái single door đây nha quý vị ha. Thấy Trúc Trương nói không, màu xám đó, cái cánh cửa màu xám. Trúc Trương vừa bước vô bên trong của căn nhà thì phía sau lưng Trúc Trương là cái phòng khách đó quý vị. Bên đây là cái coi như cầu thang để mình lên, có hai phòng ngủ dưới lầu và hai phòng ngủ trên lầu đó quý vị. Thì cái điểm đặc biệt ở đây quý vị đừng lo, mình vừa bước vô cái cửa trước đó quý vị, cảm thấy ô cái cửa trước sợ nó đối diện với lại cái cầu thang, thì không phải nha quý vị. Cái cửa trước nó nằm ở bên đây, cái cầu thang nó nằm lệch qua đây rồi quý vị, đừng có lo, theo phong thủy thì này vẫn tốt nha quý vị. Và đặc biệt cái cửa này Trúc Trương thấy họ mở ra phân nửa được nè quý vị nha. Để Trúc Trương mở thử nha, Trương thấy mở ra đây được nè, đó phân nửa đây đó, rất là an toàn. Cái cửa đặc biệt ha quý vị ha, thí dụ như lỡ mình có muốn nhận hàng hay hoặc là mình muốn mở ra cho thoáng một tí cũng đỡ hơn là mình mở nguyên cánh cửa ra, đúng không quý vị ha. Đó, cũng đặc biệt á, đây mình chỉ cần lót nó lại một tí thôi, đó là xong. Không, quý vị thấy chưa? Đó, an toàn, không có gì mà sợ
Đúng không quý vị? Trong thời buổi như thế này mình đều sợ có chuyện gì xảy ra thì đây cũng là safety. Và bây giờ cùng chúc Trương vào bên trong đây, cái diện tích của cái phòng khách đây quý vị nha. Cái màu xám nhẹ với lại những cái molding màu trắng làm cho căn nhà nó dịu xuống, nó không quá tối, không quá sáng trong căn nhà này quý vị. Đây chú Trương đứng đây là có cái lò sưởi nè, cái fireplace ngay chỗ cái phòng khách luôn. Họ để nguyên cái bộ sectional hình vòng cung nè quý vị, hình bán nguyệt ở đây để quý vị thấy được cái diện tích của cái phòng khách này, nó rộng, nó thoáng, nhà nó open ra như thế nào. Và đặc điểm là chú Trương thấy ở đây họ đã thay những cái đèn led đó quý vị, mà reset light. Ở đây có cửa sổ nhiều. Trong căn nhà này nguyên cái dãy cửa sổ lớn này đã thay hai lớp hết rồi nha quý vị. Họ thay mới vừa thay thôi. Thì mình chỉ cần làm màn thêm thôi nha quý vị. Và ở trên trần giúp Trương thấy có built-in speaker đó quý vị ha. Toàn bộ căn nhà là built-in speaker ở đây. Đó, cái điểm đặc biệt của căn nhà. Và cái sàn cái sàn ở đây giúp Trương thấy cái màu nhẹ nhẹ thôi, màu vàng nhẹ ha, màu nâu nâu mà không phải, nó vừa kết hợp với màu vàng nhạt nhạt với mấy cái gân nâu, thì ở đây là giống như cái dạng vinyl vậy quý vị, vinyl mới bây giờ ha. Như quý vị thấy chú Trương đứng ở đây, cái không gian phòng khách khá rộng rãi cho một cái gia đình lớn. Tại nhà này tới 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm thì mình sử dụng cho một cái gia đình nhiều người cũng không sao. Và từ phòng khách đó quý vị có thể đi qua bên cái hướng này, họ open ra, không có cái tường gì hết, không có cửa, giống như họ chỉ nối ra ngoài đây. Và ngay đây là cái phòng ăn rồi, đúng không? Thì quý vị thấy ngay kế bên phòng ăn đây là cái kitchen nè. Họ làm mới hoàn toàn cái khoác countertop ở đây, có những cái tủ màu trắng nè quý vị, cái countertop màu trắng kết hợp với cái cabinet màu trắng luôn. Cái không gian và cái diện tích của cái kitchen này nó không có gọi là quá lớn cũng như không phải là quá nhỏ, nó vừa vặn với cái size nhà này là 1650 square feet cho 4 phòng ngủ 2 phòng tắm. Ở đây họ làm những cái kệ này, những cái kệ này có những cái đèn họ gắn ẩn ở phía dưới đây, để khi nhiều khi mình ra bếp mình không cần mở cái đèn lớn, chỉ mở ở đây là mình cũng thấy đường ra uống nước, ví dụ buổi tối. Có cái single sink ở đây, tất cả cái appliance đó là stainless steel appliance nha quý vị. Như chú Trương nói cửa sổ thì hai lớp không nói tới nữa rồi. Ngay nơi đây ha, quý vị thấy nè, stainless steel. Và đặc điểm của căn nhà này và của cái bếp này là họ xài bếp điện. Họ xài bếp điện thì mình nhìn thấy nó gọn gàng hơn là cái bếp ga, lúc nào cũng phải có những cái lò nó nổi lên cộm lên. Mình thấy đây họ xài bếp điện. Và cái hút này họ cũng mới gắn hoàn toàn, chút thấy không có cái một cái vết nhơ, vết dầu hở gì, là họ mới gắn. Sau này coi như họ upgrade hoàn toàn mới cho người mới vô sử dụng nha quý vị. Những cái tủ nè rất là nhiều màu trắng. Ở đây có hai tới hai cái lò nướng mới toanh, cấp lion mới toanh chưa xài, coi như họ làm hoàn toàn mới hết á hả. Ở đây và quay qua cái hướng này nè, cái hướng này là họ để cái những cái store để mình ngồi ăn sáng rất phất nút á. Ở nơi đây là quý vị biết để gì, mình làm cái để cái chỗ mà microwave đó quý vị ha, mình khỏi để mất công ở trên cái mặt countertop nó chiếm chỗ. Thì cái nơi đây họ không có làm cabinet, ngay cái ngăn này họ để microwave ở đây. Có những cái đèn nó chớp xuống nhìn đặc biệt cho cái chỗ cái không gian rất phất nút này ha. Còn ở đây nè quý vị thấy không, từ cái kitchen nối liền ra đây là cái phòng ăn nè, cái nơi để bàn ăn, một cái bàn 6 ghế quý vị thấy không, 6 ghế vừa vặn, nếu 8 ghế thì hơi chật ha, 4 ghế thì nó còn nhỏ nhỏ, cái này 6 ghế là vừa. Họ staging cái này, họ staging cái này rất là hợp lý nè, cái diện tích đủ vừa cho 6 cái người ngồi ăn với cái bàn này ha. Có cái slide đồ lớn, thật là lớn, để một hơi mình đi ra cái sân sau, quý vị thấy chưa? Mình đi ra sân sau nha. Và bây giờ để mình đi tiếp
những căn phòng ở cái tầng dưới của căn nhà này, nhà hai tầng nha quý vị nha. Và cứ đi theo Trúc Trương và Thông Trần để tìm hiểu thêm những cái chi tiết kế tiếp nha quý vị. Và Trúc Trương vừa mới rời khỏi cái phòng ăn á, thì Trúc Trương thấy ở nơi đây có những cái tủ nè, cái cánh cửa đây là cái tủ, cái thêm cái cabinet đó quý vị ha, thêm những cái storage á, có những cái ngăn storage ở đây là cái tủ. Còn ở bên tay phải của Trúc Trương là Trúc Trương thấy nguyên một cái floor bathroom ở trong đây nha quý vị ha. Cái sàn nó cũng là giữ một cái sàn giống như ở ngoài phòng khách đồ á quý vị, cũng chung một cái loại sàn laminate đó. Và cái phòng tắm này là Trúc Trương thấy họ đã upgrade hết hoàn toàn rồi. Cũng là cái khóa countertop này. Một cái single sink thôi ha. Họ kết hợp cái màu gỗ, cái cabinet này giống như cái màu sàn vậy quý vị ha, giống như cái floor. Thì ở nơi đây là phòng tắm đứng, và cái floor của cái phòng tắm đứng này, cái shower này là cái màu gạch tới quý vị, những cái viên gạch hình tổ ong màu trắng trắng. Và những cái gạch ở trên đó, bên những cái vách này nó rất là trắng sáng nha quý vị nha. Có cái chỗ ngồi cho những người lớn tuổi nha. Nó cũng rất là đơn giản, không có cầu kỳ gì hết, nhưng mà nó rộng rãi, nó sạch, nó thoáng nha quý vị ha. Và đó là cái full bathroom ở phía tầng dưới của căn nhà nha quý vị. Khi quý vị vừa rời khỏi cái full bathroom đó thì mình đi vô một cái căn phòng đầu tiên ở dưới cái main floor. Ngay đây, Trúc Trương vừa bước vô đây thì Trúc Trương thấy cái phòng này cũng khá rộng rãi. Khá rộng rãi, một cái giường king size nằm ở đây. Hai bên có thể quý vị để thêm hai cái nightstand vẫn còn rộng rãi, và cái cửa sổ khá lớn nè, cái size cửa sổ nhìn ra sân sau. Làm màn thôi quý vị ha, tất cả cửa sổ mình chưa có màn thôi. Có reset light trên trần và có ceiling fan trong cái phòng này. Và Trúc Trương thấy có những cái tủ đồ, có sliding door, có kiến ở phía ngoài. Cái size tủ đồ này là khá lớn nè quý vị ha, tới ba cái cửa kéo luôn á. Đó, tới ba cái cửa kéo. Cái màu quý vị thấy không, tôi cầm lít ly là toàn là màu xám với viền trắng. Thì bây giờ có một cái cánh cửa ở đây thì để mình xem. Cái cánh cửa này là nó đi thông qua với cái bathroom hồi nãy đó quý vị, cái full bathroom hồi nãy mình coi lúc đầu á, thì có nghĩa là cái phòng này nó cũng có thể nó trở thành một cái master cũng được. Nếu như mình đóng luôn cái cửa ngoài, còn không là mình để sử dụng cho khách họ sử dụng ở dưới đây chung luôn. Cái phòng này khá lớn, mình có thể trở thành cái master. Nhưng mà nó không có phải là riêng biệt như những cái phòng master khác, thì mình phải share cái restroom với cho người ở ngoài nha quý vị ha. Và sau khi mình vừa rời khỏi cái phòng lớn thứ nhất ở dưới lầu thì Trúc Trương bắt đầu đi ra đây, thì Trúc Trương thấy có một cánh cửa đây. Đây là cái header của căn nhà đó quý vị nha. Đây là cái header. Đây. Thì nhà này có cái central AC rồi quý vị ha, mình không có lo lạnh nóng gì đều có hết. Và bây giờ là Trúc Trương vừa mới bước vô căn phòng thứ hai ở dưới lầu nha quý vị. Căn phòng này gọn xinh ha, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhỏ hơn cái căn phòng hồi nãy đó. Thì đây cũng là một cái phòng ngủ, nhưng cửa sổ thì lớn rộng nè. Sáng cái nhà này Trúc thấy cái ánh sáng hơi nhiều, là bị gì cái phòng nhỏ nhỏ thôi, cửa sổ nào cũng lớn hết. Nên mình nhiều khi mình không có cần, buổi sáng mình không cần mở đèn đâu, cũng sáng. Cái ánh sáng từ ở ngoài nó chiếu vào xuyên qua cái cánh cửa sổ khá lớn. Và có cái tủ đồ ở nơi đây nè quý vị ha. Đây, có cái tủ đồ ở nơi đây, có thể mình làm màn hay mình làm thêm cửa ở đây cũng không sao ha. Quý vị có thể sử dụng, hay hoặc nhà mình có sử dụng 3 phòng ngủ thôi thì mình dùng đây làm office cũng được ha, hay hoặc là mình làm phòng ngủ luôn, tùy số lượng người trong gia đình mình.
Và bây giờ đó là tất cả những cái phòng ốc ở phía dưới, tầng dưới, bây giờ mình đi lên trên lầu coi, mình coi những cái phòng ngủ ở trên lầu như thế nào nha quý vị. Trúc Trương vừa bước lên những cái bậc thang để đi lên cái tầng thứ hai của căn nhà, thì Trúc Trương thấy cái sàn của từ cái những cái bậc thang cho tới lên tới đây, cũng xem cái màu gỗ ở phía dưới nha quý vị, cái màu mà laminate đó quý vị ha, kể cả những cái step của cầu thang cũng họ cũng dùng cái màu giống nhau. Và trước tiên vừa bước vô thì Trúc Trương thấy có một cái full bathroom ở trong đây. Đó, cái bathroom này á cũng là một cái single sink, cái tủ giống y chang cái phòng tắm ở phía dưới đó quý vị. Cái kiến cũng là hình tròn ở đây ha. Thì cái sàn của cái bathroom này họ dùng cái loại gạch à, cái màu cũng xám xám nhạt nhạt. Xám xám nhạt nhạt hơn là cái màu sàn vinyl nó hơi vàng vàng, thì đây nó màu xám xám. Thì cái tường á quý vị, họ làm những cái detail như thế này ha. Họ làm những cái miếng gỗ cách nhau như thế này, làm sọc sọc, nhìn nó cũng hơi đặc biệt, khác biệt với những cái phòng tắm khác. Và cái vách đây nè, họ lại lót cái màu gạch khác với màu gạch ở phía dưới, thì cái màu nó trắng sáng hơn. Ở đây thì cái màu xám xám vàng vàng ở đây, chứ có cái bồn tắm đúng không? Ở phòng tắm phía dưới là cái phòng tắm đứng, còn đây mình có cái bathtub ở đây. Có cái cửa sổ khá lớn trong cái phòng tắm này. Để cho nó thoáng khí nha. Nhưng ở nơi đây cũng vừa vặn. Thì như Trúc Trương nói, ở trên lầu này là được hai phòng ngủ nữa, thành ra là hai cái phòng ngủ trên lầu là cả hai đều sử dụng chung với một cái bathroom này ha. Vừa rời khỏi cái phòng bathroom ở trên lầu thì cái phòng kế tiếp sát bên cái bathroom đó là cái phòng thứ nhất ở trên lầu, quý vị, coi như là cái phòng thứ ba của căn nhà. Khá rộng rãi nè quý vị. Đây, cửa sổ đây để nhìn ra phía sân sau ha. Cái phòng này cửa sổ nhìn ra sân sau. Ở đây thì họ có ceiling fan, có đèn ở trên nữa quý vị ha. Như căn phòng này cái đèn nó giới hạn thì phòng ngủ mình cũng không cần sáng sủa lắm đúng không? Nó vừa phải thôi. Thì đây Trúc Trương thấy ở đây cũng có cái cửa sliding door, cái tủ đồ đó cũng ba cánh giống như là một cái phòng lớn ở phía dưới lầu, nhớ hồi nãy không? Có ba cánh cửa kéo ra kéo vào này, đó có khiến sẵn rồi. Thì ở đây quý vị thấy ha, cái diện tích phòng này cũng khá rộng rãi nè, thoáng. Đó, cái màu xám xám này dễ ngủ lắm nè quý vị nha. Đó, dễ có một cái giấc ngủ ngon để đi cày kiếm tiền rồi gọi Trúc Trương thăm Trần để đi mua nhà quý vị ha. Rồi bây giờ mình đi theo cái phòng kế tiếp nha quý vị ha. Trước tiên qua cái phòng cuối cùng của căn nhà thì Trúc Trương thấy ở đây họ có cái máy giặt máy sấy ở đây quý vị nha. Cái hệ thống máy giặt máy sấy trong cái phòng này thì nếu như mà nó như cỡ size này thì nó để cái chồng cái lên cái trên cái dưới đó quý vị ha. Cái hệ thống nếu để ngay đây thì họ chồng lên nhau cái máy giặt máy sấy. Và như Trúc Trương vừa bước vô căn phòng thứ hai ở trên lầu cũng như căn phòng cuối cùng của căn nhà. Ở đây cái diện tích căn phòng này là nó giống như hình chữ nhật, nó hơi chữ nhật chứ nó không có vuông vuông ha. Nhưng mà nó dài hơn. Đó. Ở nơi đây cũng có ceiling fan với đèn, hai cái cửa sổ hai bên. Tại quý vị nên để ý những căn phòng nào mà quý vị vô quý vị thấy có hai cửa sổ hai vách là quý vị biết những căn phòng đó là ở ngoài góc rồi. Đúng không? Phòng nào mà nằm giữa nhà chỉ có một cái cửa sổ thôi, đúng không? Ở đây đó, như cái nhà này, như cái phòng này, cái cửa sổ này nhìn ra phía trước căn nhà ha. Cái phòng này được nhìn ra phía trước. Và họ có cái walking closet ở trong đây. Walking closet thì không có đèn, để chút không mở đèn được. Thì cái có walking closet Và đó là tất cả những gì ở phía trên lầu mà Trúc Trương và Thông Trần muốn gửi đến quý vị. Bây giờ mình đi ra sân sau để xem cái lot size này khá lớn nha quý vị ha. Mình xem coi ở coi như cái garden họ có gì đặc biệt hay không nha. Cùng Trúc Trương và Thông Trần đi xuống nha. Và bây giờ quý vị cùng Trúc Trương và Thông Trần đi ra khám phá cái phía ngoài sân sau như thế nào nha quý vị nha.
Như đây chú Trương vừa bước ra bên ngoài nè quý vị ha. Thì cái sân sau chú Trương thấy ngay gần cái cửa đó thì họ cũng đã tráng xi măng cần ri hết rồi ha. Ở đây nếu quý vị làm thêm cái patio ra đây cũng rất là lý tưởng, nhưng mà có thể là không cần, tại vì ở sân sau này có cái cây khá lớn nè quý vị. À, làm bóng mát rồi, có thể mình không cần như bây giờ nè quý vị, thấy cái sân này ngay chỗ này là mát quá luôn rồi ha. Với cái cây lớn như vậy thôi, vài thêm vài cây bông xung quanh, chứ họ cũng không có làm cái gì quá nhiều cho cái landscape này. À, xung quanh tường này họ trồng vài cây, có thể là cây ăn trái hay hoặc những cái cây gì thôi, thân cây lớn lớn cho bóng mát thôi ha. Ở đây họ cũng có cái patio bên đây tay phải của chú Trương đang đứng đây nè. Họ để cái bàn coi như outdoor furniture để mình nướng thịt nè quý vị ha. Mình nếu như mình muốn làm thêm cái barbecue ngoài trời đó quý vị, lò nướng ở đây thì ngay chỗ này là rất là lý tưởng. Nếu như mình sợ nắng đen quý vị, mình lợp cái mái lên che lại luôn ha, làm cái cover patio luôn. Cái patio này á, cũng nhiều người thì người ta thích nó open ra như thế này. Còn tùy quý vị muốn làm built-in patio thì làm từ ở phía trong nhà đi ra cái mái, là cái sân cái lot size khá lớn này quý vị nha. Ở đây quý vị thấy không, tất cả xung quanh cái sân á, đều có block wall mà nó khá cao, rất là private. À, mình chia cắt với nhà hàng xóm không thấy ha, rất là riêng biệt quý vị thấy chưa. Cái đất khá nhiều ở đây, nếu quý vị nào mà lớn tuổi thích trồng cây đó quý vị ha, trồng cây ăn trái quá trời đất nè. Đó, quá trời đất cây, có thể mình trồng cây ăn trái trong cái vàng này, rồi mình làm cái sân chơi cho các em nhỏ, làm cái cầu tuột xích đu, hay hoặc là cái không gian này á, cái diện tích này quý vị có thể làm hồ bơi, nếu như mà gia đình quý vị nào thích enjoy bơi ha, mấy quý vị thích có hồ bơi, hay hoặc ngoài ra còn có mình có một chút giống như đầu óc kinh doanh thì mình có thể làm ADU. Nhưng nếu như mình sống trong thành phố Palm Valley này, mình mua nhà triệu mấy rồi, đôi khi mình cũng không có thích cái chuyện mà làm ADU cho xe cho mướn, đúng không quý vị? Thì tùy cái nhu cầu của mỗi gia đình thì mình có thể sử dụng cái diện tích đất ở đằng sau như thế nào là tùy mình nha. Chú Trương thấy ở đây có hình như là cây bơ thì phải, nhà này có cây bơ và những cái cây bông màu hồng màu trắng rất là xinh, của cái mùa này nở bông rất là đẹp rồi quý vị ha. Có những cây bơ, cây hồng gì đó, có một vài cây ăn trái thôi, còn ngoài ra những cái cây này trồng cho nó mát giống như làm hàng rào đó quý vị nha. Đây đây chú Trương thấy cái bên hông này đó có cái cửa đó quý vị, lối đi ra đây là cái garage hồi nãy đó quý vị, nãy cái cửa lúc mình phía cửa trước đó, rồi mình đi vô garage thì cái garage này nó cũng có thêm cái cửa này để đi thông ra cái sân sau nè. Đó cái bên đây thùng rác ở nơi đây ha, quý vị thấy họ tráng country xung quanh đây đó, khá rộng. Và đặc biệt đó quý vị, nhà này thì theo cái người listing agent thì họ nói là cái hệ thống điện trong nhà này họ cũng đều làm mới rồi quý vị ha, thành ra có nghĩa là họ upgrade từ trong ra ngoài, tất cả những cái gì mà cần thiết để làm mới thì họ đã làm hết cho căn nhà này quý vị, chỉ dọn vô là ở thôi. Ngay bên góc tường này quý vị thấy cái hệ thống mà máy lạnh khá lớn đúng không, tại nhà 2 tầng. Thay vì mình cần 2 cái máy, máy trên, máy dưới thì ở đây họ dùng nguyên một cái máy lớn luôn để cho 2 tầng nhà, tầng lầu luôn ha. Đó, quý vị thấy sạch sẽ rồi, cái sân này quá thích hợp, quá mát mẻ luôn. Hàng xóm yên tĩnh quá quý vị thấy không? Rất là yên luôn. Đó quý vị thấy. Đó là toàn bộ những gì mà chú Trương và Thông Trần muốn gửi đến cho quý vị ở tại cái căn nhà listing tại thành phố Palm Valley quý vị. Giá bán là 1.499.000, nhà rộng khoảng 1.650 square feet, lot size khoảng hơn 7.500 square feet, có 4 phòng ngủ 2 phòng tắm quý vị nha. Nhà 2 tầng, xây năm 1964, nhà này nằm ngay góc đường Busha và đường Ellis đó quý vị, không xa khu Lý Đô Sài Gòn đâu, chỉ 5-7 phút, 10 phút tới khu Phước Lộc Thọ rồi quý vị. Trường học
rất là tốt. Đừng lo cái chuyện đó nếu quý vị có gia đình, có con em nhỏ còn tuổi đi học nha. Còn nếu như quý vị lớn tuổi rồi thì sống ở đây thì yên tĩnh nha. Coi như cái khu vực này nó thích hợp cho mọi gia đình, người lớn hay hoặc trẻ em đều tốt hết. Và căn nhà này họ đã upgrade hoàn toàn mới quý vị nha. Họ thay cửa sổ hai lớp, sơn trong ngoài mới, hệ thống điện có built-in speaker, rồi coi như là cái dàn đèn mà reset light có đầy đủ, sàn mới, các appliance trong kitchen đều mới hoàn toàn. Quý vị chỉ dọn vô và ở mà thôi. Và nếu như quý vị có nhu cầu cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần để đi xem căn nhà này hay hoặc những căn nhà khác đang có trên thị trường nha quý vị. 714-717-3691 hay hoặc là cái kênh YouTube Tâm sự Địa ốc của Trúc Trương và Thông Trần để biết thêm tình hình địa ốc hiện tại nha quý vị. Và những listing mới Trúc Trương và Thông Trần đều gửi đến quý vị hàng tuần. Ngoài ra, Trúc Trương và Thông Trần là Real Estate Broker làm việc 6 quận của miền Nam California. Đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Hãy cùng chúng tôi đi xem những căn nhà cũng như là ủng hộ Trúc Trương và Thông Trần trong cái vấn đề mua bán địa ốc và đầu tư địa ốc nha quý vị. Chúng tôi làm việc 24/24, 7 ngày một tuần, sẵn sàng giúp đỡ và có cái giá đặc biệt để list nhà cho quý vị nha quý vị. Cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần, đừng ngần ngại gì cả. 714-717-3691. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn.